Tôi tên Ánh, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Năm 2014, tôi là sinh viên năm cuối của Đại học Y, ngành cử nhân điều dưỡng. Là sinh viên năm cuối nên tôi phải đi thực tập ở bệnh viện đa khoa. Nhóm tôi có 12 người, 7 gái, 5 trai. Tất cả thống nhất chia ra 2 người trực một buổi tối và ngủ lại ở viện. Hôm đó, đến phiên trực của tôi và Oanh, cô bạn cùng lớp. Tôi nhớ, tối hôm đó rất đông bệnh nhân, nên từ tối, tôi và Oanh chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Lúc thì rửa vết thương, khi thì lấy máu đem xét nghiệm, rồi lại đưa bệnh nhân đi chụp X quang và lấy kết quả. Đến 2 giờ sáng, hai đứa mới xong việc. Chú bác sĩ trực kêu hai đứa vào phòng nhân viên ngủ. Cả tối chạy đi chạy lại nên nhỏ anh ngủ rất nhanh. Tôi thì nhắn tin với người yêu một lát rồi cũng nhắm mắt vào ngủ. Vừa chợp mắt, tôi có cảm giác người nặng trịch. Tôi nhìn thấy một bóng người đàn ông cao lớn đứng ở đầu giường. Phòng nhân viên là 2 giường tầng, giống giường sinh viên ở ký túc xá. Tính tôi ngủ hay lăn lộn nên tôi chọn tầng dưới, nhỏ anh nằm phía trên. Rồi bóng đen đó đè lên người khiến tôi rất khó thở, miệng ú ớ. Tôi muốn gọi nhỏ anh kêu cứu nhưng cổ họng không phát ra tiếng được. Người đàn ông đó luồn tay vào áo tôi rồi cởi cúc áo. Tôi cảm giác quần áo mình đã bị hắn cởi hết ra. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực. Bóng đen đó rất khỏe. Hắn thấy tôi chống cự liền bóp cổ tôi khiến tôi không thở được. Tôi nghĩ mình sẽ bị hắn bóp cổ đến chết. Thấy tôi không chịu được nữa, hắn bỏ tay ra, mơn trớn khắp cơ thể tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm và tiếp tục vùng vẫy vì biết mình sắp bị hắn cưỡng bức. Hắn liền cắn cổ và giáng cho tôi một cái tát đau điếng khiến tôi chảy nước mắt. Rồi hắn bắt đầu cưỡng bức tôi. Biết mình không chống cự nổi nên tôi mệt mỏi nằm im. Tôi không biết hắn đã giày vò tôi bao lâu, chỉ biết đến khi chú bác sĩ đập cửa phòng nói tôi và nhỏ anh tỉnh dậy vì có ca cấp cứu. Tôi cũng tỉnh dậy nhưng người ở oải, đau nhức và mệt mỏi. Lúc này tôi còn tưởng ngủ quên không khóa cửa, bị người ở viện vào đây cưỡng bức. Kỳ lạ là cửa ra vào vẫn được chốt chặt. Ngoài việc chốt tay cầm, tôi còn đóng thêm cái chốt cửa ở phía dưới chân nên không thể có chuyện người ở ngoài mở cửa vào trong được. Tôi nói mình mệt quá nên nhờ anh đưa bệnh nhân đi chụp X quang, còn tôi lấy máu của 2 bệnh nhân đưa đi xét nghiệm. Từ khoa ngoại chấn thương tôi thực tập đến chỗ làm xét nghiệm máu khoảng hơn 100 mét. Lúc này khoảng 4 giờ sáng, bệnh viện vắng tanh, không một bóng người. Tôi vừa đi vừa hát vì không hiểu sao cứ có cảm giác có người đi theo sau. Cứ một lát tôi lại ngoảnh lại phía sau, nhìn không có ai thì lại đi tiếp. Bỗng nhiên tôi bị bóp mông một cái, giật mình quay lại thì không thấy ai. Ở bệnh viện người ta bật đèn sáng cả đêm, tuy không phải sáng trưng như ban ngày nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Tôi sợ quá bèn đi thật nhanh, không dám quay đầu lại nhìn nữa. Đến khoảng 4:30, chúng tôi xong mọi việc. Chú bác sĩ bảo chúng tôi vào nằm thêm một lát đi cho đỡ mệt. Tôi và nhỏ anh vào giường nằm. Lần này tôi không dám ngủ tiếp, ngồi lướt Facebook đọc báo cho đến sáng. Sáng ra nhỏ anh nhìn tôi hỏi: "Cổ bà sao thế? Sao bị tím thế kia?" Tôi bảo: "Không biết, từ sáng dậy tớ đã thấy đau hết cả người, cổ cũng đau nữa." "Bà bị ai bóp cổ mà hàng cả dấu tay lên đây này, trông ghê thế." "Làm gì có ai đâu. Đây này, chỗ này còn vết cắn. Hay là bà với người yêu hôm trước gặp nhau đúng không?" "Bà điên vừa thôi. Cả tuần nay tôi toàn ngủ với bà mà. Chắc tối qua ngủ tôi cào vào cổ nên để lại dấu tay thôi." Tôi bất chợt nhớ đến chuyện sáng sớm hôm nay, nhưng thấy vô lý quá. Tôi tìm kiếm trên mạng, thấy người ta nói tình trạng này giống như kiểu đàn ông bị mộng tinh, nên cũng không kể, sợ nó nghĩ mình linh tinh. 2 tháng sau, tôi bắt đầu thấy mình thay đổi. Tôi hay buồn ngủ. Trước giờ, tôi là đứa hay thức khuya nhất vì yêu xa. Người yêu tôi lại đi làm cả ngày, nên tôi hay thức đêm để hai đứa nói chuyện. Nhưng thời gian này, 7 giờ tối tôi đã lên giường ngủ, 9 giờ sáng mới dậy. Ăn cơm trưa xong lại ngủ đến 3 giờ chiều, rồi lại ăn tối và ngủ tiếp. Tôi và anh người yêu
liên tục cãi nhau vì chuyện đó. Anh nói tôi thay đổi vì có người khác. Anh giận dỗi và không liên lạc với tôi cả tháng trời. Nhưng không hiểu sao, đợt đó tôi không quan tâm đến chuyện anh giận tôi. Tôi bắt đầu thèm ăn đường. Tôi không nhớ mình đã ăn hết bao nhiêu ký đường. Cái gì tôi cũng chấm đường, ăn cơm cũng trộn đường, hoa quả, thậm chí cả thịt gà. Mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ vì thi thoảng mẹ có hỏi: sao dạo này mày ăn nhiều đường thế? Tôi cũng không biết tại sao nên bảo: con không biết, tự nhiên con thích ăn thôi. Hay là mày có gì rồi phải không? Tôi thấy buồn cười vì tôi chắc chắn không thể nào có em bé được. 4 tháng nay tôi và người yêu không gặp nhau, nên tôi bảo mẹ: có gì là có gì, mẹ đừng nghĩ linh tinh. Thời gian này tôi ở nhà suốt vì đang đợi thi tốt nghiệp. Có điều tôi bắt đầu không muốn ăn đường nữa, mà lại thèm ăn hương. Vâng, đúng là thèm ăn hương mà mọi người vẫn dùng để thắp khi cúng bái. Lúc đầu tôi chỉ thích ngửi cái mùi hương đốt thôi. Vì sợ bố mẹ phát hiện nên tôi đem cả bó hương ra sau nhà đốt để ngửi. Càng ngửi tôi càng thấy thoải mái. Rồi tôi lại thèm ăn bột hương đó. Tôi không nhớ là vị của nó có ngon không, nhưng tôi rất thèm ăn. Tôi mua đến 3 bó hương to, loại 15.000 một bó, về tách que ra để ăn cái bột hương. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một tuần sau, mẹ tôi phát hiện ra tôi đang ngồi ăn bột hương. Bà đánh mắng tôi và hỏi xem tôi có bị thần kinh không. Sau đó nghe tôi nói tôi thèm ăn, mẹ tôi liền kéo tôi đi siêu âm. Bà nghĩ tôi có bầu nên ngén. Mẹ kéo tôi đi gặp bác sĩ thì được bác sĩ nói rằng tôi đang bị hội chứng mang thai giả. Có nhiều người vì mong muốn sớm có con nên họ hay xuất hiện triệu chứng này. Nó cũng ngén và biểu hiện không khác gì mang thai thật. Cuối cùng mẹ tôi mới tin và đưa tôi về. Tối hôm mẹ đưa tôi đi siêu âm, tôi giận mẹ nên không ngủ ở nhà mà thuê nhà nghỉ ngủ. Hôm đó mặc dù tôi không buồn ngủ nhưng mắt cứ díp lại, 9 giờ đã ngủ. Tôi vừa chợp mắt thì thấy bóng đen tiến lại giường, đi về đằng sau tôi và nằm trên giường. Tôi định bật dậy nhưng cơ thể không động đậy được. Bóng đen đó nhẹ nhàng quàng tay qua bụng ôm eo tôi. Tôi thấy cảm giác này quen quen nên cố vùng dậy nhưng bất lực. Càng cố vùng thì bóng đen càng ôm chặt hơn, khiến tôi phải thả lỏng mình không gồng nữa. Khác với lần trước, lần này bóng đen đó không hề cưỡng bức tôi, mà chỉ sờ lên bụng, xoa xoa rồi ôm tôi ngủ. Tôi nghĩ mình bị bóng đè nên cứ kệ nằm ngủ tiếp. Sau hơn 1 tháng cãi nhau, người yêu tôi về nhà và làm lành với tôi. Hai đứa lại trở lại bình thường. Anh nói phải chuyển vào Nam công tác 3 năm. Sau khi ổn định trong đó, anh sẽ xin về miền Bắc để gần tôi và hỏi cưới. Hôm gặp anh, tôi và anh nhớ nhau quá nên hai đứa không kèm được. Chúng tôi thuê nhà nghỉ cách xa nhà tôi 10 km. Hai chúng tôi quấn lấy nhau sau bao ngày xa cách. Thì đột nhiên tôi bị ai đó đập vào lưng. Bị đập đau quá, tôi ngã luôn và la lên. Anh hỏi tôi: vợ sao thế? Chồng đập vào lưng vợ đau thế? Chồng có làm gì đâu. Vợ đau lắm à, hay do chuột xúc? Tôi đang đau nên trả lời cho qua chuyện: chắc là vậy. Anh nhìn tôi nói: hôm nay là ngày gì mà đen thế không biết, thôi nằm dịch vào đây để chồng xoa cho. Vậy là cả đêm hai chúng tôi ôm nhau ngủ. Đến 10 giờ sáng anh đưa tôi đi ăn rồi về nhà. 6 ngày sau anh bay vào miền Nam công tác, chúng tôi lại tiếp tục yêu xa. Không hiểu sao 2 năm xa nhau, anh đi miền Nam thì không sao, cứ ở nhà là y như rằng hai đứa lại giận dỗi cãi nhau, toàn là chuyện không đâu. Nhất là những lần anh về thăm tôi, mỗi lần hai đứa chuẩn bị tâm sự là gặp chuyện. Tôi hết bị đau bụng thì lại đau lưng, đến mức anh cáu với tôi rằng lấy lý do để né tránh anh. Hôm thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016, anh bay về Hải Phòng với tôi và ngỏ lời cưới. Anh nói sợ mất tôi, vì vậy mà đã xin chuyển công tác về Hà Nội để được gần nhau. Tôi cảm động và đã đồng ý cùng anh xây dựng tổ ấm. Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến sáng ngày 3 tháng 10 năm 2016. Tôi và anh đi thử váy cưới trong thành phố Hà Nội. Thử xong, anh đưa tôi về thẳng nhà anh ở Hà Nội để hôm sau tôi và mẹ anh đi xem bói chọn ngày đẹp. Ai ngờ
Trên đường về, chúng tôi bị tai nạn. Tự nhiên, anh đâm vào xe ô tô đi ngược chiều. Tôi thì không làm sao, còn anh thì bị trẹo chân. Lúc đầu, anh tính lái xe đưa tôi và mẹ anh đi xem bói. Nhưng chân anh đau nên tôi và mẹ đi xe máy. Mẹ bắt chuyện với thầy trước. Hôm nay con đến đây để xem. Bà chưa kịp nói hết câu thì thầy chặn lại. Chị muốn xem cho con trai chị với cô gái này có hợp tuổi không và bao giờ có thể cưới đúng không? Tôi và bà đều giật mình và không tin thầy có thể đoán trúng được. Bà đáp: "Vâng, đúng rồi thầy. Thầy xem giúp con, nam tuổi 88 với nữ 89 có hợp nhau không ạ?" Thầy trả lời: "Nam Mậu Thìn, nữ Kỷ Tỵ thì quá hợp nhau đi chứ. Có điều hai đứa này vài năm trở lại đây có vấn đề, thường khắc khẩu nhau. Ở xa thì không sao, cứ gần là cãi nhau. Không những thế, cái tuổi 88 kia có khi còn chết yểu." Nghe thầy phán xong, mẹ quay ra nhìn tôi rồi hỏi thầy: "Thế là sao thầy, con không hiểu." Thầy chỉ vào tôi và nói: "Con bé này hiện tại đã có chồng âm và con trai người âm. Chồng con nó luôn đi theo nó, phá con trai chị và không cho hai đứa đến được với nhau." Rồi ông quay ra nhìn tôi hỏi: "Có phải hai đứa gần nhau là xung đột, khắc khẩu, lại hay bị tai nạn đúng không?" Tôi vừa sợ vừa run vì thầy nói đúng quá. Tôi đáp: "Dạ vâng, đúng rồi thầy ạ." Mẹ tôi nghe vậy cuống quýt hỏi thầy: "Thế bây giờ chúng con phải làm sao?" "Bây giờ muộn rồi, không kịp chuẩn bị. Để tôi viết những thứ cần mua, chiều nay đi sắm, tối mang qua đây cho tôi, để sáng mai tôi làm. Sáng mai 8 giờ chị đưa cháu sang đây." Hai mẹ con tôi dạ vâng rồi lên xe về nhà. Về đến nhà, tôi và mẹ kể chuyện cho anh nghe. Tự nhiên mắt anh đỏ ngầu, lông sòng sọc lên, quát mắng: "Mày tin làm gì cái thằng thầy dỗ mấy? Dẹp, dẹp hết đi. Nếu mày còn nghe theo thằng đấy thì không cưới xin gì hết." Tôi thấy có điều gì đó không ổn, vì chưa bao giờ anh xưng mày tao với tôi. Kể cả giận nhau đến mấy thì anh vẫn xưng anh em. Chỉ có tôi cáu lên là xưng anh tôi. Tôi vội gọi mẹ vào: "Mẹ ơi, anh Long làm sao ấy? Mẹ vào đã nhanh lên." Bà đang ở phòng bên cạnh chạy vào hỏi: "Sao thế con, thằng Long làm sao?" Lúc đó ánh mắt anh nhìn tôi căm hận nói: "Mẹ đuổi con đàn bà lăng loàn này ra ngoài đi. Con không muốn nhìn thấy nó, không cưới xin gì hết. Từ trước tới giờ chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh cả. Nên khi anh nói tôi là con đàn bà lăng loàn, tôi ấm ức vô cùng." Mẹ nhìn tôi rồi đỡ anh, nhưng anh đứng dậy đẩy mẹ ra và quát: "Nếu bà không đuổi con đàn bà lăng loàn này ra khỏi nhà thì đừng có trách tôi. Anh trước giờ là một người con có hiếu, anh chưa bao giờ dám hỗn láo với mẹ. Hôm nay anh như một người xa lạ, khác hoàn toàn." Mẹ anh dường như nhận ra điều khác lạ nên vừa khóc vừa tóm lấy tay anh: "Con làm sao thế hả? Sao con lại ăn nói thế với mẹ? Con ánh nó làm gì nên tội mà con đuổi nó đi? Lúc sáng con còn bảo mẹ sau này phải đối xử tốt với nó như con ruột cơ mà. Sao bây giờ con lại như thế này?" Anh không nói gì, đứng dậy đi ra ghế ngồi hút thuốc lào, như thể chân anh không hề bị đau. Mẹ tôi liền thắc mắc nên hỏi anh: "Trước giờ con có bao giờ hút thuốc đâu, sao hôm nay con lại thế?" Anh đánh mắt lườm tôi rồi nói với mẹ: "Tôi thích hút, bà quản cả tôi hút thuốc à?" Rồi anh nhìn tôi: "Con kia, mày cút ngay khỏi đây, không đừng trách tao ác. Mày có chồng con rồi mà không biết yên phận à?" Tôi mặc kệ anh nói, kéo mẹ chồng tôi ra khỏi phòng và bảo: "Mẹ có thấy hôm nay anh Long lạ không? Con thấy anh Long cứ như một người khác ấy." Như cùng chung một suy nghĩ, bà cũng nói: "Đúng rồi, trước giờ nó luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ dám nói với mẹ những lời như thế." Mẹ cũng thấy lạ, mẹ không hiểu giờ nó nghĩ cái gì nữa. Tôi nhắc bà: "Mẹ gọi cho thầy thử hỏi xem sao đi mẹ, chứ con sợ lắm. Anh ấy chưa bao giờ nói thế với con cả, con có làm gì sai đâu." Bà gật đầu rồi gọi cho thầy kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì thầy bảo: "Hai mẹ con chị chốt cửa lại, không cho nó ra ngoài, rồi đợi tôi đến xem thế nào. 90% là nó bị vong nhập rồi." Tôi và mẹ nghe theo liền chốt cửa nhà lại, xuống nhà dưới ngồi đợi thầy.